Đây, nếu như bắt đầu record thì các bạn sẽ nhìn lại cái sơ đồ khối tí xíu. Sơ đồ khối của chúng ta. Và các bạn đọc đề thì các bạn sẽ nhẩm từ từ để các bạn vẽ được cái sơ đồ khối này. Và phải luyện thôi, không còn cách nào khác. Bất kỳ cái gì cũng luyện. Bây giờ dựa trên cái sơ đồ khối này, chúng ta sẽ bắt đầu code nha. Dựa trên cái này, chúng ta sẽ bắt đầu code. Rồi. Và chúng ta có phương trình bậc 2. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo ABCD. ABC in A phẩy B phẩy C chấm phẩy print nhập A phẩy B phẩy C hai chấm cách ra chấm phẩy scan nháy kép phần trăm D phần trăm D phần trăm D phẩy và A phẩy và B phẩy và C chấm phẩy kịp không? Kịp ha? Hôm nay quen rồi. Kịp không ta? Ok. Tiếp tục đây, mình sẽ đi nhánh bên này nhé. Bây giờ mình đi nhánh bên này nè. Nếu A đấy, mình đi nhánh bên này, mình xuống đến đây nè, mình nhập ABC rồi, bây giờ mình đi xuống đến đây, a bằng không nếu đúng làm gì, nếu đúng là đi qua đây, được chưa? Mình ghi chú ở đây cho nó khỏi nhầm nè, phương trình bx cộng C bằng 0. Mình ghi cho nó khỏi nhầm. Rồi, còn nếu sai, mình đi qua bên này. Sai, L. Nếu L mình đi qua bên này, mình sẽ làm gì? Cái nhánh bên này nè, chưa code nha. Mình chỉ ghi chú thôi. Ừ, đúng rồi. Lập data. Đó, ghi chú vậy thôi. Để cho mình thấy rõ cái lệnh if này nó có true false. Đây lệnh if này nó có true false. Kịp chỗ này không? Khi các bạn code lại á, khi các bạn code lại, tí nữa thầy code nó sẽ lên 50 dòng. Các bạn đừng code từ dòng 1 đến dòng 50. Mà các bạn code kiểu vậy nè. Nếu A bằng 0 thì chuyện gì xảy ra? Chú thích cho thầy cái, hết, ngồi chơi. Nhìn cái đã, mình phải ngắm cái này cái đã rồi có tiếp, chứ đừng có thấy code của thầy 50 dòng gõ từ dòng 1 đến dòng 50 thôi bỏ đi, uống cà phê sướng hơn. Không hiểu, các bạn gõ chạy nhưng mà các bạn không hiểu, phải gõ hiểu chứ đừng có gõ chạy đi ra, gõ hiểu nó quan trọng hơn gõ chạy. Rồi tiếp, bỏ cái này đi, che nó lại. Bây giờ vô đây. Vô đây, phương trình bậc nhất nè. Tiếp, vô đây. Làm gì tiếp đây? Nếu B bằng 0. Đó, mình vô đây tiếp nè. Nếu B bằng 0. Mà đúng như vậy thì làm gì? Đúng, đi xuống dưới để đó. Nếu sai thì sao? Sai nè. L. Và nhớ sai này là sai của so sánh B bằng 0 nhé. B bằng 0 đây. Đóng chỗ này. Đây. Chú ý giùm cho thầy chính xác nha. Vậy nếu B bằng 0 mà sai làm gì đây? À, xuất ra nghiệm x. Nghiệm
x bằng phần trăm f phẩy. Chỗ này ABC mình khai báo nguyên, cho nên nó bằng trừ b trừ c chia b. Chỗ này mình phải làm gì? À, chỗ này nhân cho 1.0 chỗ này. Chấm phẩy. Nghiệm x bằng trừ c chia b. Đây, x bằng trừ c trên b. Mình đi xong cái nhánh này rồi. Mình quay trở lại cái nhánh dưới. Cái nhánh dưới, nhánh dưới, nhánh dưới này là nhánh tru. Nhánh tru thực ra nó là đây. B bằng 0 đúng thì là đây. Thấy không? Do mình vẽ thôi. B bằng 0 mà sai thì mình làm trước. B bằng 0 mà đúng. Nếu B bằng 0 đúng thì mình làm gì trong này? À, nếu C bằng bằng 0. Bằng bằng 0. Chỗ này làm gì? Nếu đúng. À, vô số nghiệm. Nếu đúng thì vô số nghiệm. Chấm phẩy. Nếu sai. Nếu mà C bằng 0 mà sai. Đây, vô nghiệm. Nhìn rất là clear. Bạn nhìn cái sơ đồ khối, bạn code là gần như mình không cần phải suy nghĩ luôn á. If đâu, eo đâu thì chỗ này đúng luôn. Rồi hết nhánh bên này chưa? Rồi qua đây. Đây, lập data. Đây, cái nhánh bên này lập data. Vậy mình sẽ khai báo ở đây data bằng B bình phương. B bình phương bạn dùng hàm cũng được, bạn dùng B nhân B cũng được. Trừ cho 4 nhân A nhân C chấm phẩy. Đó là chúng ta lập được data. Đây, lập được data. Lập data xong làm gì tiếp? Cái x bên này với x bên kia nó hơi khác tí xíu nha. Chú ý chỗ này. Đây. X A, X B, X C. Cho nên mỗi cái x nó độc lập nhau. A và B và C không liên quan gì với nhau hết. Cho nên nó hoàn toàn độc lập. Độc lập chỗ nào? X A xuống x b xuống x c độc lập nha. Bây giờ không độc lập nè. Bây giờ delta nè, đây cũng delta và đây cũng delta. Chú ý chỗ này. Xuống, nếu delta nhỏ hơn 0, đây, nếu delta nhỏ hơn 0 đúng. Rồi xuống đây mình eo luôn cái đi. Sai. Và mình quay trở về mình viết cho cái code nếu delta âm. Đúng. Nhớ enter chỗ này. Nằm bên trong dấu ngoặc vuông nha. Đoạn code của chúng ta phải nằm bên trong dấu ngoặc vuông. Nếu nằm bên ngoài nó xử lý không được, nó không đúng. Bên trong dấu ngoặc vuông này. Delta âm thì sao? À, phương trình vô nghiệm. Được chưa? L delta không âm. Như vậy chỗ này bạn viết x bên trong cũng được, nhưng nó chung là delta, cho nên chúng ta không viết x bên trong mà chúng ta sẽ là L if delta. Delta gì? Bằng 0. Bằng 0. L if delta bằng 0.
Nếu delta bằng 0 thì sao? Delta bằng 0 thì mình có nghiệm kép. Print nghiệm kép. Nghiệm kép x bằng phần trăm f phẩy trừ b trên 2a. Trừ b trên 2a. Mình sẽ có trừ b nhân cho 1.0 chia 2 nhân a trừ b trên 2a chấm phẩy. Nghiệm kép x bằng trừ b chia 2a. Đó, nó là nó vậy. Trừ b chia 2a. Nhân thêm 0.1 vô để cho nó ép thành kiểu thực. Trong trường hợp này thầy nói nó khác bên kia cái gì? Chỗ này chúng ta L. Đó, 2x. If L lồng nhau. Trong trường hợp này mình có hai nghiệm. Hai nghiệm print nghiệm x1 bằng phần trăm f rồi đưa cái gì vô đây? Trừ b cộng căn delta trên 2a trừ b. Như vậy bạn muốn sử dụng được cái căn thì bạn phải dùng qua một cái thư viện match. Như vậy bạn muốn sử dụng thư viện match này, nó có cái sqrt là căn bậc 2. Vậy chúng ta nếu chưa biết thì các bạn có thể search sử dụng thư viện match trong C, thì bạn phải include cái thư viện match đó vào match.h. Đó, cái gì dân ta thì biết sử ta, cái gì không biết thì tra Google. Ở đây hàm mắt của chúng ta, các hàm thư viện trong C, các hàm mắt hướng dẫn sử dụng mắt trong C. Đây hàm match, cái này là cú pháp rồi, bậy rồi, cái này là trong Excel rồi. Ủa MATH chứ, bậy. Ừ, tự nhiên sao nó mơ đâu, MATH. MATH trong C đây. Ví dụ chỗ này bạn muốn, bạn phải khai báo cái max.h vào. Và bạn sẽ gọi các cái hàm của nó ở đây. Được chưa? Như vậy thì ở trong này đối với lại cái này chúng ta phải khai báo include include math.h. Hả? Include. Rồi, ở đây chúng ta sẽ làm gì? Gọi cái sqrt. Chúng ta sẽ làm riêng cái này ra. X1 bằng trừ b cộng căn delta sqrt của delta chia
2A. Chỗ này dấu ngoặc dấu đồ cho nó đàng hoàng nhé, chứ không nó nhầm á. 2 nhân A chấm phẩy. F9 này là phương trình bậc 2. Chấm phẩy. Chỗ này chúng ta sẽ có x1 chấm phẩy. Rồi chúng ta tiếp tục x2. X2 trừ B trừ căn delta trên 2A. Và mình xuất cái nghiệm x2 ra. X2 rồi, như vậy mình đã có phương trình bậc 2. Đó, có phương trình bậc 2. Mình có sơ đồ khối thì dựa trên sơ đồ khối mình viết rất là dễ. Đây, phương trình bậc 2 của chúng ta. Hồi nãy nói 50 mà đây có 30 à. Giá trả hơi cao. Đây có 30 thôi. Nếu mà các bạn viết mà từ 1 cho đến 30 sẽ không hiểu. Viết từ từ từng phần một thì sẽ hiểu. Được chưa? Hy vọng là chúng ta sẽ viết từ 1 đến 10 phương trình bậc 2. Mình qua bên cái phần chính này, mình chạy cái phương trình bậc 2. Chạy thử nào. Ví dụ A bằng 3, B bằng 4, C bằng 5 có nghiệm không? Ghê vậy, giỏi vậy, mới thử luôn. Rồi tiếp tục chạy lại, bằng mấy là có nghiệm? A bằng trừ 2, B bằng 3, C bằng 4. X bằng, X1 bằng, X2 bằng. Rồi thử trường hợp A bằng 0, B bằng 0 coi. Mình chạy đi chạy lại để mình thử có vẻ mệt quá ta. Bây giờ làm sao mà để nó lặp đi lặp lại luôn, khỏi cần phải đóng. Được không? Rồi, mình cho nó lặp đi lặp lại đi ha. Chỗ này mình sẽ làm gì nhỉ? Y. Y. Y tru đi ha. Lặp đến khi nào mệt thôi. Bỏ cái gì vô? Bỏ bé này vô đây. Lặp cho đến khi nào mỏi mệt thì nghỉ. Được chưa? Print. Cho nó dừng lại tí. Rồi chạy ở đâu cũng được hết. Chấm phẩy. À, quay 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 quay. Chu. Ủa? Tại sao? Tại sao? Hả? Chu mà. Đây, ở chỗ này nó nói là dùng cái đầu tiên trong khi đúng. Wow.
Phương trình bậc 2. Rồi ok, Tru không chịu, 1 triệu. Bạn biết tại sao Tru không chịu không? Trong si nó sao? Nó không có kiểu bôn lình, cho nên nó không hiểu Tru. Được chưa? Rồi ok. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ trong thi 1, tức là đúng liên tục. Nếu như bạn muốn Tru thì bạn phải khai báo cái thư viện là Bull. Khai báo thư viện Bull thì bạn dùng được Tru. Ha, ok, chú ý chỗ đó. Chỗ này chúng ta sẽ nhập ABC, ví dụ như là 002. 002 nó sẽ ra cái gì ta? Nếu mà 002 enter vô nghiệm. Hỏi tiếp. 020 020 0 chia 2 là bằng 0. Tiếp. Ví dụ như là 4 trừ 5 6 vô nghiệm. Ví dụ như trừ 5 6 7. Rồi, bạn nào tìm giúp cho thầy nghiệm kép. Có không? Nghiệm kép giỏi quá. Được chưa? Như vậy chúng ta đã giải quyết được bài toán thứ nhất là giải được phương trình bậc 2. Thứ hai là chúng ta lặp lại nhiều lần. Lặp lại nhiều lần. Vậy thay vì chỗ này chúng ta lặp như vậy thì chỗ này các bạn có thể làm gì? Kiểm tra có tiếp tục hay không ha. Hôm sau mình sẽ phát triển phần đó. Kiểm tra là nhập xong cái có hỏi tiếp tục hay không. Còn mình bây giờ mình cứ quay để mình kiểm tra cho nó được nhiều lần, khỏi cần phải gọi lại chương trình. Như vậy chúng ta đã giải quyết được bài toán giải phương trình bậc 2. Giải phương trình bậc 2 khá là phức tạp. Được chưa? Khá là phức tạp ở đây, phương trình bậc 2 của chúng ta. Và chỗ này code của mình rồi, ok. Sơ đồ khối. Thank you.